chào anh chị. Thì hôm nay video này em sẽ nói sơ về những cái thông tin của công ty của chúng em và các chính sách bán hàng, hoặc là như chính sách giao hàng, chính sách bảo hành và đặc biệt là chính sách hỗ trợ kỹ thuật trọn đời khi anh chị mua máy cắt dấu của bên công ty của chúng em. Trước tiên thì em sẽ nói sơ về các thông tin của công ty. Thì đây là website cắtdấuquoctiến.com của bên em và có địa chỉ tại số 198 Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, và mã số thuế của bên công ty. Thì tất cả các thông tin này thì đã được Bộ Công Thương duyệt và đã có thông tin trên cổng thông tin của Bộ Công Thương. Công ty của bên em thì thành lập đến nay là đã hơn 4 năm. Thì ngành hàng chính của bên em là cắt dấu và bán những con dấu, và thứ hai là chuyển giao công nghệ cũng như là bán máy cắt dấu cho những anh chị nào có nhu cầu mở cái ngành hàng cắt dấu này. Thì video này em sẽ nói về các chính sách chuyển giao công nghệ cũng như là bán cái máy cắt dấu của bên em. Trước tiên thì em sẽ nói về chính sách bán hàng. Thì anh chị có thể ghé trực tiếp tại trụ sở của công ty để mua máy và để được bên em hướng dẫn trực tiếp cho anh chị. Chị sẽ tự thao tác, tự làm ra một con dấu hoàn chỉnh rồi anh chị mới lấy máy về. Rồi cách thứ hai thì anh chị có thể đặt máy trên các hệ thống của bên em giống như là fanpage, Zalo, website hoặc là trực tiếp qua số điện thoại. Thì bên em sẽ đóng gói và giao hàng tận nhà cho anh chị. Thì anh chị, khi mà anh chị đặt qua hệ thống mạng á, thì bên em sẽ có video hướng dẫn trực tiếp, tụi em sẽ quay lại tụi em gửi cho mình. Và thứ hai là tụi em sẽ hỗ trợ 1-1 qua Zalo, tụi em sẽ gọi video qua Zalo, tụi em sẽ hướng dẫn cho anh chị, hướng dẫn đến khi nào anh chị làm được thì thôi. Thứ hai là chính sách về giao hàng. Đối với những anh chị mà nhận máy tại nhà thì bên em sẽ đóng máy vào cái thùng xốp cho nó an toàn, tại vì cái máy này nó thuộc là hàng hóa giá trị cao và nó hay là thuộc hàng dễ vỡ, nên tụi em sẽ đóng một cái thùng xốp. Thì dao động một cái thùng xốp thì nó nặng tầm 9 kg anh chị nha, tại vì một cái máy nó đã nặng tầm 6 kg mấy rồi, bao gồm những cái vật tư đi kèm, rồi những cái thùng xốp hoặc những cái bao bì mút để cho nó chống vỡ, thì nó dao động tầm 9-10 kg. Thứ ba là chính sách về bảo hành. Thì khi anh chị được chuyển giao công nghệ cũng như là mua máy của bên em thì máy bên em sẽ bảo hành cho anh chị là tới 12 tháng anh chị nha. Và đặc biệt hơn là tụi em sẽ hỗ trợ về kỹ thuật cho anh chị. Hỗ trợ bên em sẽ hỗ trợ qua video hoặc là trực tiếp tại công ty. Trong quá trình làm mà nếu anh chị ở gần cái công ty của bên em thì anh chị cứ mang máy qua lúc nào cũng được, thì bên em sẽ hỗ trợ, sẽ có người hỗ trợ cho anh chị. Hoặc là nếu anh chị ở xa thì anh chị cứ gọi Zalo cho bên em bất cứ lúc nào cũng được, bên em sẽ hỗ trợ 1-1 cho anh mình, sẽ hướng dẫn qua video cho anh chị. Và cái vấn đề cuối cùng bên em hay gặp nhiều nhất đó là các anh chị hay mua máy ở một cái đơn vị nào khác mà không được hỗ trợ, hoặc là mua xong mà không biết làm, thì anh chị cứ mang qua bên em hoặc là cứ gọi trực tiếp qua bên em thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí cho mình nha anh chị. Anh chị không cần phải ngại về cái vấn đề đó, tụi em sẽ hỗ trợ miễn phí, không có tính phí. Hoặc là anh chị sử dụng máy trong 1-2 năm nào đó, có dù là không phải mua máy của bên em mà nó bị hư sau 1-2 năm sử dụng, thì anh chị cứ mang qua bên em sẽ hỗ trợ sửa cho mình. Thì chi phí sửa thì nó tùy theo cái linh kiện và phụ kiện, thì bên em sẽ tính phí cái phần đó. Còn hỗ trợ kỹ thuật thì bên em vẫn hỗ trợ miễn phí cho mình luôn. Cái vấn đề đó thì anh chị cũng không phải ngại. Và cái điều cuối cùng của cái video này em muốn chia sẻ cho anh chị đó là cái cách để anh chị tìm ra cái nguồn khách hàng, cái nguồn khách hàng của cái lĩnh vực cắt dấu này nha anh chị. Tụi em sẽ hướng dẫn cho anh chị những cái khách hàng, những cái data khách hàng, cách chạy quảng cáo hay nhờ, hoặc cách để quảng bá cái thương hiệu của mình về cái ngành cắt dấu này. Dạ em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi và xem cái video này của bên em. Thì còn những gì thắc mắc á, thì anh chị cứ comment bên dưới video thì để bên em hỗ trợ cho mình và cũng như là làm ra những cái video hay hơn. Xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị một ngày nhiều niềm vui.